Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 15 tháng 9 năm 2024. Hôm nay chúng ta học đến bài thứ 5 với chủ đề tánh tội vốn không thật. Có một điều các vị lưu ý chữ tánh tội này nghe. Tánh tội là chi? Bản chất của tội. Ta tưởng chừng như nó rất thiệt, nhưng mà kỳ thực rằng là nhìn cho tới tột cùng thì nó không có thiệt. Thông thường chữ tánh này nó hay đi đôi chữ tướng. Nó nằm ở trường hợp khác. Thì tánh nó có hàm nghĩa rằng là thể tánh, là cái năng lực tâm không sinh diệt của các vị. Thế nhưng mà nó nằm ở cái chỗ này, tức là nó nằm ở trong ngữ cảnh này, thì nó hàm cái nghĩa rằng là cái biểu hiện của tội, tức là cái tướng của tội đó, chứ không phải là tự tánh của nó. Tại vì tự tánh của tội vốn là cái bản thể trong sạch của các vị, cho nên hãy hiểu điều này. Không thì chúng ta cứ mập mờ, không hiểu tỏ tường điều này, có khi chúng ta không có thể đi vô công trình tu tập được. Cho nên mình nhắc lại đây để đại chúng lưu ý. Chữ tánh tội nơi đây có hàm nghĩa rằng bản chất của tội. Cái mà ta nghĩ rằng đó là một loại định nghiệp. Nó lôi ta đi trong ba cõi sáu đường, nó dìm ta trong cõi khổ, nhẫn chìm ta trong luân hồi. Cái bản chất của nó vốn không thiệt. Nó chỉ là một hiện tượng sinh và diệt đến và đi. Trong khi cái bản chất của tâm á, thì nó nằm ở cái chỗ này. Tức là cái tánh của tâm á, tức là bản thể của tâm á, nó vốn là tâm Phật, vốn là vô vi, vốn là không sinh không diệt, vốn là tự thể niết bàn. Cho nên chữ tánh tội này mình nên hiểu nó là cái bản chất của tội. Cái mà ta rất là sợ, ta gọi nó là nghiệp, gọi nó là tập khí lâu đời, gọi nó là sự xấu xa, vân vân, ô uế của tâm, lậu nghiệp của tâm, vân vân, thì nó được gọi là cái chữ này đây. Bản chất thiệt của nó vẫn không có. Hãy hiểu điều này cho rõ nghe. Đó là điều thứ nhất mình nhắc lại nữa đây. Thế thì chúng ta đi vô các bài học đầu. Bài này là bài thi kệ của Giác Phạm Hồng, tức là Ngài Huệ Hồng. Đã kêu Hồng Giác Phạm hay Giác Phạm Hồng. Tuyệt tri danh tích năng phỏng đạo, chánh khủng sư thừa dược lũy nhân, vấn pháp sa di mạc nhiêu thiệt, bách niên nghịch lữ yếu đồng trần. Bài kệ này trong bản dịch thì mình thấy khá là hay và cũng khá sáng ý. Đọc cái bản dịch trong đây cho nó chắc. Quét sạch tuổi tên hỏi đạo màu. Giờ mình chép bản dịch cho chắc. Truyền tâm gây khó đến nghìn thu, hỏi pháp sa di không thể đáp, trăm năm khách lữ chống bụi mù. Trước tiên là bài kệ này nó liên hệ với Ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn nghe. Thứ nhất, bài kệ này đã liên hệ. Ta nhớ rằng là Thứ Tổ Đạo Tín có một cái nhân duyên với ông già trồng tùng đến núi. Thế rồi hai thầy trò ước hẹn với nhau rằng ông xứng đáng để ta trường y bát, kế thừa tổ vị để gánh vác sự nghiệp của thiền đốn ngộ. Thế nhưng ông già quá, tuổi xích xấu với ta. Ta mà truyền ca sa pháp y cho ông thì ông cũng chết được với ta, thì lấy gì ai giữ gìn diện mối tam bảo. Nếu ông có thể trở lại, ta đợi ông để truyền y đó.
Đó là cái chuyện hò hẹn với nhau giữa tứ tổ đạo tính và ngũ tổ hoằng nhẫn. Thế nhưng mà cái đoạn nhân duyên này nó khá là kỳ kỳ đặc, các vị nên lưu ý nghe. Tái lai như vậy phải đợi rất là nhiều thì giờ, cho nên thiền sư có khả năng duy trì thọ mạng để đợi cơ duyên đến truyền pháp y mới chịu thu thần nhập niết bàn. Đây là cái tự tại của tứ tổ đạo tính. Điều thứ hai, nhân duyên này nó có một điều rất đặc biệt, nữa là khi tứ tổ đạo tính gặp chú bé này không có cha, do vì ông già tùng tùng kia ổng mượn nơi ổng gá vào, ổng có mặt, cho nên cái cô gái con nhà họ Chu đó sinh ra ông đâu có chồng đâu, đành phải lấy họ mẹ, đó là Chu, gọi là Chu thị tử đó, tức là con nhà họ Chu. Và trên đường ngài tứ tổ đạo tính đi ngang qua ở Kỳ Châu, gặp hỏi với chú họ gì, nó có họ nhưng mà đố không biết, gọi là sa di nhiễu nhiễu thiệt. Hỏi pháp sa di rất là nhiều chuyện đó, nhiều thiệt là nhiều chuyện đó, có họ nhưng đố không biết, nó biết đi làm gì. Thế rồi sau đó thì cái cậu bé họ Chu đó mới bảo rằng là tôi có họ nhưng mà tánh của tôi là tánh Phật. Và sau đó cái đoạn nhân duyên đó các vị đọc lại trong 33 vị tổ thiền tông Ấn Hoa, sư ông Trúc Lâm dịch, thì các vị nghiệm ra cái đoạn này, nhắc lại chút để quy chiếu vào điều này. Hỏi pháp, tiếng hỏi họng hỏi gì, sao gì đáp không được, được dịch ra cái câu này đó nghe. Và kỳ thực rằng là tuy tứ tổ đạo tính trách nhiệm để cho chú bé nó biểu lộ được cái sự tái sinh của mình, tức là cái trình độ học hiểu đạo lý của mình, thế nhưng ngài cũng thầm nhận ra đây là cái người đang đợi chờ mình để truyền pháp y. Tuy nhiên bề ngoài thì trong cái mẫu đối thoại này ta cứ tưởng rằng cái cơ duyên không tương hợp, nhưng mà kỳ thực trong bên sau của sự gặp gỡ hỏi đạo này, đó là sự tương hợp giữa thầy và trò rất là sâu đậm. Nếu sự thật là sa di này không thể thông tỏ được cái ý chỉ của tứ tổ đạo tính khơi nguồn, thì chắc chắn rằng là dòng thiền không có mặt tới hôm nay. Cho nên câu cuối là bách niên nghịch lữ yếu động trần. Nếu mà không có thực sự tỏ ngộ được cái ý đạo sâu xa từ nơi tứ tổ truyền đạt, thì chắc chắn rằng là kẻ phàm nhân ấy chỉ có một việc, đó là trôi vào cái cõi mịt mù của dòng sinh tử thôi, không có cách chi kế thừa được pháp phái của thiền tông. Đây là hai câu liên hệ đến ngài ngũ tổ Hoằng Nhẫn và tứ tổ đạo tính trong đoạn nhân duyên này mà ngài Hồng Giác Phạm ngài làm bài tụng. Thế là hai câu đầu là gì? Quét sạch tuổi tên hỏi đạo màu, truyền tâm gây khó đến nghìn sao là sao? Cái hàm ý nơi đây thưa các vị, đằng đằng nó có liên hệ với cái nhân duyên ngài ngũ tổ. Nó là hỏi ông họ gì? Tôi không có họ. Tôi có họ đó nhưng mà đố không biết. Nó biết để làm gì? Thế rồi sau đó được biết rằng tánh của tôi là tánh Phật. Hàng nghĩa rằng là người đến với công trình tu tập, quá khứ của ta này là vàng son, này là sầu thảm, hoàng đế hay cái ăn mày vân vân, thưa các vị, những quá khứ ấy nó làm thành nhân cách của các vị, nội dung đời sống của các vị. Nếu cưu mang nó kè kè đến với đạo thì các vị không bước được vào cửa thiền đốn ngộ. Cho nên quét sạch hết cái nội dung tâm thức của các vị, chỉ còn cái tâm thái trống rỗng lặng lẽ, thì các vị mới hiểu được ngôn ngữ thiền sư chỉ cho các vị quay về nghiệm được tự tâm của các vị ngay bây giờ, ngay nơi đây nghe. Còn nếu chúng ta cứ mang kè kè cái niềm tự hào của chúng ta về thế này thế nọ thế kia, thế thì tất cả ngôn ngữ thiền sư đến với các vị nó không thể đi vô tâm thức của các vị được. Thông thường ta chỉ muốn nghe những điều nó hợp với tai ta,
Ta chỉ nhìn được những điều nó tương ưng với mắt của ta. Hay nói cách khác, tương ưng với tâm phàm chúng ta, tương ưng với nội dung tâm thức của ta, với những cái kiến chấp của ta thôi. Thế cho nên, muốn đến với công trình tu tập, quét sạch tuổi tên là như vậy. Hãy làm cho lòng mình đủ trống, hãy làm cho tâm mình đủ rộng, hãy làm cho kiến chấp của mình rơi rụng, các vị mới có thể đến được với công trình tu tập, đón nhận giáo pháp của Như Lai và đón nhận lời khai thị của Tổ để quay về chiêm nghiệm tâm. Và truyền tâm gây khó đến ngàn sao là chi? Có vài điều nói nơi đây để chúng ta nghe nghe. Kỳ thực rằng, khi chúng ta nghe nói cái chuyện truyền y, truyền bát và ngộ được tâm yếu, thì tâm ta cứ nghĩ một điều, bình thường ai cũng vậy cả, nghĩa là có cái gì đó và được thầy truyền đạt. Kỳ thực, tột cùng đạo lý thì không có cái chi trong đây cả. Hàm nghĩa rằng là nhiều lắm định đại tổ sư chỉ khơi cho các vị nhận ra điều rằng là bên trong của các vị nó có sẵn cái điều này. Và khi cái sự tương ứng của ta với các vị thầy ngang nhau rồi thì các vị nghiệm ra rằng cái điều này vị thầy nói là để cho các vị quay ngược về nghiệm ra nơi chính cái con người của các vị có cái năng lực tâm đang quan sát hay là có cái tâm Phật bất động, các vị nắm lấy điều này nơi chính các vị sống với tâm của các vị chứ không phải sống với cái điều thầy dắt dạy. Khi mê thì ta nương với sự chỉ dạy của thầy. Thế nhưng mà thấy đạo rồi thì các vị phải tự làm một việc là nương với vị thầy trong các vị. Bàn bạc trong cái dòng chảy của thiền, những chuyện này trải đầy nghe. Ví dụ, một cái chuyện gì hiểu nhất, ta tưởng là chuyện bình thường nhưng mà không, đó là đạo lý đó. Ví dụ khi Lục Tổ Huệ Năng vào trong trưởng thất của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, nghe Kinh Kim Cang, là sau khi ông ngộ rồi, từ cái câu ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm ông liễu ngộ rồi và sau đó ông phát ngôn rằng là hà kỳ tự tánh bản lai thanh tịnh, hà kỳ tự tánh bản tự vân vân, tức là năm sáu cái hà kỳ ông bật ra nói khi ông thấy được tự tánh của ông. Sau đó Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn xác nhận cho rồi biểu xuống thiền, ta đưa về phương Nam, mang y bác về phương Nam, đợi cơ duyên đến để hành đạo. Thế rồi xuống thiền, Ngũ Tổ sửa soạn chèo để đưa qua dòng sông Cửu Giang. Huệ Năng nói bạch thầy, thầy hãy để con chèo. Khi mê thì con nhờ thầy độ. Bây giờ đã ngộ rồi thì con tự độ lấy con. Nó không hàm nghĩa rằng khi mê thì con nhờ thầy chèo thuyền đưa. Ngộ rồi thì con có thể chèo thuyền để cho thầy nghỉ ngơi tại thầy lớn tuổi. Không phải chuyện đó. Mà có chuyện rằng khi chưa thấy đạo thì nương vào lời dạy của thầy. Thế rồi nhận ra được tâm yếu rồi thì cái việc còn lại là nương vào vị thầy bên trong của các vị, vị Phật của chính các vị, tức là cái tâm giác ngộ của các vị. Sống với tâm này để có thể thành đạt được sự nghiệp giác ngộ nghe. Đây là yếu nghĩa của bài kệ này tặng cho chúng ta. Quét sạch tuổi tên hỏi đạo màu, truyền tâm gây khó đến ngàn sao, hỏi pháp sao di không thể đáp, trăm năm khách lữ chốn bụi mù. Mình dịch rất là hay ho, nhưng mà nó nhiều hàm ý trong đây, cũng nhiều ẩn nghĩa trong đây nghe. Và chúng ta có một hàm ý của bài này. Ngay một câu hỏi ai cho buộc ông thấu được sẽ rũ sạch nghiệp thức tam tăng kỳ, không còn làm cùng tử, sau khi mình đọc thiền thoại, học vào lịch sử thiền tông. Rồi có những lúc chạnh lòng nghe. Chạnh lòng là sao? Thương mình, thấy tội nghiệp mình ghê. Cái đơn giản nhất là này buồn, này vui, này lo âu, này phiền muộn, này bất an. Dường như những thứ này không phải là các vị bao giờ. Nó tạm thời ghé lại tâm thức các vị, nó dạo chơi
trong lòng các vị thôi. Thế nhưng mà cái tội nghiệp ta là ta không có gan buông nó xuống, ta nghĩ nó là ta. Ta trìu mến nó, ta coi trọng nó, ta sưu tập nó để dành. Và tất cả thứ đó nó ràng buộc ta, nó buộc chặt đời sống ta, rồi cuối cùng nó nhận chìm ta. Thưa các vị, tất cả mọi nghiệp thức của ba cõi sáu đường nó đều đi theo con đường như vậy cả. Bản chất của các vị không có những cái thứ đó đâu nghe. Này buồn, này vui, này lo âu, này phiền muộn, này tủi thân, này khổ đau, này trầm cảm. Ba cái vớ vẩn đó chẳng qua nó là hiện tượng sinh diệt trên bầu trời, nó là mây đi qua đi về. Bản chất tâm của các vị là cái năng lực đang quan sát, nó vốn vô nhiễm, vốn không có buồn vui hờn giận gì cả. Chỉ cần một câu ai trói buộc ông, ta quay về cho được, ta nhìn coi là ai đang trói buộc ta, ai làm sầu khổ ta, ai làm bất an ta. Cái lúc mà quay lại nhìn đó thì cái tâm đang quay lại nhìn đó, thưa các vị, nó trong veo. Nó là năng lực trí tuệ, nó chiếu sáng, nó dính chi với buồn phiền đâu. Chỉ cần ngay đây liễu ngộ được thì chuyện gì phát sinh? Nghiệp thức của Tam Tăng Kỳ trong ba cõi sáu đường liền rớt sạch. Không phải đợi nhiều thời giờ đâu nghe. Thế nhưng mà cái điều tội nghiệp chúng ta là chúng ta không chịu làm điều này. Nghe đạo cho vui thôi nghe. Học cho có học với người ta, thế nhưng mà làm được việc này dường như chưa bao giờ muốn làm. Vẫn muốn đồng nhất mình vào những buồn vui hận nhẫn bất an. Vẫn muốn đồng nhất mình vào những cái giả vờ sinh diệt nổi chìm trên tâm thức. Mà chưa hề lặn vào chiều sâu để thấy cái bản thể tâm của các vị ngay hiện tiền vốn không dính chi với điều này cả. Điều này có khó khăn gì đâu. Không cần thời gian, không cần không gian, không cần trải qua hàng sa kiếp gì để tu, để quán chiếu cả. Tức khắc ngay bây giờ, ngay nơi đây, có thể nghiệm ra được. Thế nhưng mà mình không nghiệm ra. Mình cam phận làm cùng tử lang thang, xin xỏ đầu đường cuối phố nghe. Xin người ta chút niềm tin, xin người ta chút lòng thương yêu, xin người ta một chút tin tưởng, thậm chí đến học đạo thì học đạo, nhưng mà cũng xin xỏ ông thầy từ bi thương giùm tôi, quan tâm tới tôi, lắng nghe tôi. Nếu mà dùng cái từ thường dùng đó là hơi khùng, dùng cái từ đậm hơn khùng quá nhiều, dùng từ đậm hơn nữa là chi, khùng không còn chỗ nào để nói đâu nghe, quá tệ. Đúng là như vậy. Trong khi chuyện đơn giản, tu là cái chuyện đơn giản nhất trong những chuyện trong trần đời này nghe. Các vị tích góp những buồn những vui là chuyện khó vô cùng, tại vì các vị phải trải hằng sa kiếp tích góp mới có. Muốn cho bản ngã các vị dày lên, tối thiểu các vị mất vài mươi năm để làm thành cái bản ngã chồng chất, để có cái tự hào rằng tôi quá khứ có buồn, có vui, có hận, có giận. Tôi quá khứ có những lớp vàng son. Thế thì các vị buông thì có cần gì nhiều thì giờ đâu. Ngay bây giờ, ngay nơi đây có thể buông được rồi đấy chứ. Thế nhưng mà không chịu buông. Thà làm cái ăn xin đầu đường cuối phố. Cái chuyện này hơi kỳ nghe. Đọc lại cho nhau nghe. Quét sạch tuổi tên hỏi đạo màu, truyền tâm gây khó đến nghìn thu. Hỏi pháp sa di không thể đáp, trăm năm khách lữ chốn bụi mù. Hàm ý, ngay một câu hỏi, ai trói buộc ông? Cái này không cần tỏ hỏi đâu nghe. Khi các vị buồn, các vị vui, các vị hờn, các vị giận, các vị trầm cảm bất an, các vị tràn đầy lo âu, tràn đầy phiền muộn, tràn đầy tủi thân, các vị hỏi, ai làm điều này cho ta vậy? Và quay ngược lại hỏi câu đó nơi ta. Đừng nhìn coi ai làm điều này cho ta, hãy nhìn lại cái trạng thái tâm ấy, ai đang ràng buộc ta. Thì chính lúc đó khéo thì các vị nhận ra rằng ta đang nhìn cái trạng thái tâm sầu khổ bất an. Thế thì ta là cái trạng thái tâm đang nhìn, ta không hề là những đối tượng đang bị nhìn. Thì ngay tức khác liễu ngộ được pháp vô sinh, ngay tức khác đoạn đức ba cõi sáu đường của nghiệp thức lan xuống. Có khó gì đâu, chẳng qua chẳng chịu làm đó thôi nha. Đây là ý bài kệ thứ nhất. Bài thứ hai,
Ngưu đầu vĩ sinh, mai tử thục giả. Ngoạn bổ nhân gian, trì thành nguyệt hạ. Phụng thờ tam đáo lại khai mâu. Bạch liên phong đảnh quan tương xạ. Mình đọc lại. Ngưu đầu vĩ sinh, hay là vĩ sanh cũng được. Chữ này đôi khi đọc sanh, đôi khi đọc sinh nghe. Ngưu đầu vĩ sinh, mai tử thục giả. Hoàng bổ nhân gian, trì thành nguyệt hạ. Phụng thơ tam đáo, lạng khai mâu. Bạch liên, phong đảnh quan tương xạ. Thiền sư Ngưu đầu Pháp Dung chưa có mặt. Trái mai đã chín rồi. Hàm nghĩa gì? Thưa các vị, mai tử thục giả nó có một câu chuyện từ ngài Mã Tổ Đạo Nhất nha. Trong pháp hội của Mã Tổ có một người là ngài Pháp Thường. Ông có trong pháp hội ngài Mã Tổ. Một hôm Mã Tổ thăng tòa thuyết pháp, nói rằng tức tâm tức Phật. Câu này ai nghe cũng hiểu cả. Hàm nghĩa gì? Ngay nơi tâm là Phật. Phật không có trên bàn. Phật không có Tây Phương. Phật không có nơi ông thầy. Và ngay nơi cái tâm sinh diệt của các vị có ông Phật. Ngay buồn vui hận giận của các vị có ông Phật. Ngay lo âu phiền muộn của các vị có ông Phật. Ngay ngày này sinh diệt này, vị Phật đang phóng quang sáng ngời. Thế này nếu các vị từng học những bài thi kệ thiền hoặc từng học những buổi học trong nhiều năm đi ngang qua mà chúng ta đã từng đi vô giáo pháp của Phật chia sẻ cho nhau nghe, thì các vị nghiệm ra rằng đây buồn, đây vui, đây hận, đây giận thì nó là trạng thái tâm đang sinh đang diệt. Còn cái tâm quan sát được buồn vui hận giận thì nó vốn như nhiên, vốn chưa từng đến, chưa từng đi, chưa từng sinh, chưa từng diệt, chưa từng ô uế, chưa từng phiền não khổ đau gì cả. Cái phiền não khổ đau bị nó nhận diện thì nó không phải là phiền não khổ đau rồi. Cái lo âu phiền muộn đang bị nó nhìn thấy thì nó không phải là lo âu phiền muộn rồi. Ví dụ, này ngọt, này mặn, này cay, này đắng, này chua, này chát, vân vân. Thưa các vị, tất cả mùi vị đó có phải là cái lưỡi của các vị không? Không, đều là những mùi vị bên ngoài đi vô. Thế là lưỡi các vị mùi gì? Không có vị gì cả. Nó vốn vô vị cho nên nó nếm được tất cả vị, nó phân biệt được tất cả vị. Cũng như vậy nghe, cái bản tâm của các vị, vị Phật bên trong của các vị nó vốn không có buồn vui, hận giận, bất an, lo âu, phiền não, không có sinh diệt gì cả. Cho nên nó nhìn thấy các pháp sinh diệt, nhìn thấy các pháp đến đi, nhìn thấy các pháp phiền não, khổ đau, vân vân. Thế thì các vị nghiệm ra chỗ này gọi là chi? Gọi rằng nghiệm ra được ngay nơi tâm của các vị, ngay nơi phiền não của các vị, ngay nơi lo âu bề bộn của các vị có cái trạng thái tâm đang chiếu sáng. Trạng thái tâm chưa từng sinh diệt. Trạng thái tâm ấy chưa từng bị ba cõi sáu đường chi dắt dẫn cả. Nó lộ lộ ngay hiện tiền, sáng rỡ ngay hiện tiền. Nghe một câu thôi. Ngài Pháp Thường này, ngài không cần học thêm nữa. Rồi đạo tràng của Mã Tổ, ẩn cư tu thôi. Thế rồi, một hôm có một nhóm hành cước tăng lang thang đây đó, đi ngang dòng suối thấy có một cái cọng rau trôi theo đầu nguồn trôi xuống, mà nói chắc có một đạo nhân ở trên thượng nguồn. Lên thăm thử cái ai ở trên đó vậy? Lên quá ra có một vị sư giống như là một vị cổ tăng trong hiền kiếp. Không giống gì chư tăng trong cái thời Trung Hoa cả. Tức là tóc râu, người ngợm vân vân, thưa các vị. Rất ư là như một người từ kiếp xa xưa hiện về. Cái cổ phong nó, cái dáng nó xưa như vậy. Hỏi chứ, ngài từ đâu về đây trụ sang? Ta từ hội của Mã Tổ về đây trụ sang. Ngài nghe câu gì Mã Tổ mà ngài về đây? Ta nghe ngài Mã Tổ nói câu tức tâm tức Phật thôi, ta về đây ta ở.
Các vị thiền tăng bảo rằng, ôi, lúc đó Ngài dạy như vậy, nhưng bây giờ Ngài dạy khác rồi, Ngài dạy phí tâm vì Phật. Không phải tâm, không phải Phật nữa, quét sạch. Và khi Ngài Pháp Thượng Ngài nghe câu thế này, Ngài cười ngắt, Ngài nói, ô, ông già, ông làm cấm rồi đó. Ông nói nhăn, nói cuội, kệ ông. Hay nói theo ngôn ngữ chúng ta là ông nói tào lao thì kệ ông. Ta chỉ biết một điều, tức tâm tức Phật mà thôi. Thế thì các vị thiền tăng kia về mách lại Mã Tổ đâu nhắc. Mã Tổ nói, đã chúng, mai đã chín rồi đó. Tức là ngày đại mai này đây. Đại mai Pháp Thượng, tức là mai thục là chi? Mai đã chín, hàm nghĩa gì? Niềm tin đã vững, tin chi? Không phải tin vì Phật bên ngoài, không phải tin vì Phật cõi Tây Phương nghe. Mà tin rằng ngay nơi tâm này, cái năng lực tuệ tri đang chiếu sáng chính là vị Phật của ta. Đây là chứng minh được một điều rằng là tâm đã chín chắn, đã thấy được đạo, đã sáng được tâm, đã tỏ ngộ được đường đi, đã có được cái chi, đã có được đời sống, có thể ngay hiện thời này viên mãn được cái sự nghiệp giác ngộ. Thế cho nên cái câu này, cái hàm ý lấy được từ cái ý nghĩa này nghe. Ngưu đầu chưa sinh thì trái mai đã chín, có hàm nghĩa rằng là ngưu đầu chưa có mặt thì cái người kế thừa tông phong đã hiện ra rồi. Đó là ai? Đó là chú bé con nhà họ Chu nghe. Kiểu nguyệt ngoạn bộ nhân gian trì biên nguyệt hạ, có nghĩa rằng là dạo chơi ở dưới trăng và bên thành, phụng thơ tam đáo lạng khai mâu, thơ của hoàng đế gửi đến ba lần mời về triều đình để nhận cái sự ban thưởng, thế nhưng không buồn nhướng mắt. Bạch liên phong đảnh quan tương xạ là hoa sen trắng ở trên cái đỉnh sông Phong, hà quang đã chiếu sáng cả vùng trời rồi. Hàm ý về kệ này nói rằng Ngài Ngưu Đầu Pháp Dung ngộ đạo là nhân duyên rất là lớn lao để có thể làm cho thiền tông hưng thịnh ở cái vùng văn tả. Thế nhưng mà trước đó thì đã có một người đã từng ngộ đạo rồi. Điều thứ hai, đối thiền tăng, thưa các vị, cái chuyện quan trọng không phải là cái chuyện kế thừa y bát được chấp nhận làm tổ thứ sáu, thứ năm chi, mà cái chuyện quan trọng đó là chi? Đó là dạo chơi trong cõi mộng du này. Khi thấy đạo rồi, thì ba cõi vốn là nơi để họ dạo chơi thôi. Không có gì mà ghê gớm trong cuộc đời này, làm tổ không làm tổ, dựng già lam tự viện không dựng già lam tự viện, tiếp tăng độ chúng không tiếp tăng độ chúng, việc đó tùy duyên chứ không phải là mưu đồ, không phải là sự toan tính, không phải là sự thành công của công trình tu tập đâu nghe. Phụng thơ tam đáo lạng khai mâu là chi? Ba lần sứ giả triều đình gửi thơ đến mời về cung vua để làm vị quốc sư, nhưng mà chẳng buồn nhướng mắt nhìn. Trong khi đó thì ở đỉnh sông Phong, hoa sen trắng nó nở đầy, chiếu sáng cả một vùng văn tả. Đây là bài thứ hai. Bài này được dịch thế này. Ngưu đầu chưa sinh mai đã chín. Dưới trăng bến nước mặt rông chơi. Vua thỉnh ba phen không ghé mắt. Trời đỉnh sông Phong chiếu rạng ngời. Ở đây thì bạch liên nghe, bạch liên phong đảnh, quang tương xạ ánh sáng của nó chói ngời. Thế nhưng mà mình dịch trời đỉnh sông Phong chiếu rạng ngời, nó cũng hàm ý rằng ánh sáng giác ngộ của Ngài Ngưu Đầu Pháp Dung sáng bừng cả đỉnh sông Phong. Cho nên ở đây, cái từ này nó là một loại ngôn ngữ, nó hàm ý. Thế thì chúng ta có một cái hàm ý của bài này thế này. Đây là lời tán thán công hạnh và đức độ của tứ tổ đạo tính
cái nỗi nhân duyên này. Các vị tìm đọc ở trong Sử 33 vị tổ thiền tông Ấn Quang á, phần sau Sư ông Trúc Lâm có dịch cái bản lịch sử này. Và bài thơ của Ngài Vân Nham Nhân này, đó là tán thán đoạn nhân duyên này. Câu đầu nói đến là Ngưu Đầu Pháp Dung, tuy chưa sinh ra nhưng mà bóng dáng ngũ tổ đã hiện ra rồi. Câu thứ hai nói đến phong cách của thiền tăng nghe. Câu thứ ba nói đến tứ tổ đạo tính, một vị thầy thạch trụ già lao, không bận đến lợi danh, không màng cái chuyện nể trọng gì hoàng đế thỉnh mời cả. Câu thứ tư thì nói đến công hạnh của Ngài Ngưu Đầu Pháp Dung. Công hạnh của Ngài sau khi ngộ đạo rồi, cái chuyện lợi danh trần thế không màng, cái chuyện y áo kế thừa tổ vị, có ghi tên gia phả cũng không, dường như cũng không bận tâm, chỉ làm một việc hoàn thiện sự nghiệp giác ngộ của mình và tùy nhân duyên độ sinh thôi. Đây là phong cách của thiền tăng ngày xưa. Còn chúng ta thì lơm cơm, có khi mình học thiền ba mớ, chưa chắc gì hiểu được lời các bậc thầy đi cùng trời cuối đất vỗ ngực khoe rằng là tôi là đệ tử thiền sư nọ, tôi là đệ tử thiền sư kia. Lên pháp tòa thì khoe về danh phận của mình trước. Tôi hầu thầy 30 năm. Người thì nói tôi ở thiền viện tới 15 năm. Vân vân, thưa các vị, ba cái trò hề này dường như là thiên hạ học rất dễ. Học phong cách của những vị thiền tăng dường như hơi khó, nhưng học phàm phu tăng theo cái kiểu rượt đuổi lợi danh, cầu cơm ăn áo mặc, dường như cái điều này không cần học. Không học người ta tự nhiên cũng hiểu rất dễ, làm vô cùng đơn giản. Đây là nói cho nhau nghe. Ngưu đầu chưa sinh mai đã chín, dưới trăng bến nước mặt rong chơi, vua thỉnh ba phen không ghé mắt, trời đỉnh sông phong chiếu rạng ngời. Hàm ý đây là lời tán thán công hạnh và đức độ của tứ tổ đạo tính, đoạn nhân duyên khai ngộ cho Pháp Dung. Xin thưa đại chúng rằng đoạn nhân duyên khai ngộ này có một đoạn pháp ngữ rất hay nghe. Phù bách thiên pháp môn đồng quy phương thốn, hằng xa dự đức tổng tại tâm nguyên. Đó là mở đầu. Và một đoạn pháp ngữ này không dài lắm. Mình đã từng có những bài giảng về đoạn pháp ngữ này. Ở đây thì chúng ta không muốn dài dòng thêm nữa. Bài thứ ba. Kiên từ phụng khuyết, tử nê chiêu, điếm nhục tông phong cá cổ trì, tòa đoạn sông phong vô thốn thảo, ái tùng lưu đắc ngại nhân chi, của Ngài Vô Môn Khai, tức là Vô Môn Huệ Khai. Cụ này có một quyển Vô Môn Quang nha. Đây là quyển sách thiền khá nổi tiếng. Và bản dịch của bài này thế này: khước từ bổng lộc vua ban tặng, điếm nhục tông môn chẳng nể nang, sông phong tỏa trấn không tất cỏ, một nhánh thiền tâm chảy đã tràn, và chúng ta có một hàm ý bài đề thế này. Viết hàm ý xong rồi nói chuyện. Hàm ý: khước từ bổng lộc vua ban tặng, điếm nhục tông môn chẳng nể nang, sông phong tỏ trấn không tất cỏ, một nhánh thiền tâm chảy đã tràn. Hàm ý: cả thầy và trò đạo tính và pháp dung đều là kim mao sư tử,
Đương thời pháp thiền của họ làm rung chuyển cả một vùng văn tả. Các vị thấy ở đây những cái từ mình dùng nó có cái chất của văn học của Trung Hoa nhiều lắm nghe. Cái chữ văn tả này cũng ít có người dùng. Tức là miền Nam của Trung Hoa, bờ Nam của sông Dương Tử gọi là văn tả. Kim Mao sư tử này thì trong kinh chúng ta thường gặp sư tử lông vàng. Sư tử này là chi? Chúa có loài giả thú là sư tử. Thế rồi chúa của sư tử, của giống loài sư tử đó là cái con sư tử lông vàng. Sư tử này, nó biểu hiện của trí tuệ, biểu hiện của sự quy dũng tột cùng. Và không có loài giả thú nào có thể bì được với nó. Cũng chẳng có loài sư tử nào có thể ngang tầm với sư tử lông vàng cả. Nó là vua của sư tử, tức là vua của những vị vua. Và chúng ta dùng cái từ này để chỉ cho giai đoạn này. Ngài Tứ Tổ Độ Tín và Ngưu Đồ Pháp Dung làm rung chuyển cả một vùng văn tả. Tại vì thưa đại chúng rằng là với cái sức phổ biến của Phật giáo vào thời Ngài Đạo Tín này, dường như người ta Chư Tăng chỉ trượt dài trên học nghĩa học ngữ thôi nghe. Hai phần này ta nói với nhau nghe. Tức là cái hàng nghĩa giải thì đông, nhưng mà hàng thực tu thực chứng thì ít. Kinh văn tràn đầy, ai cũng có thể đọc và hiểu. Đọc hiểu đến mức độ nào đó ai cũng có thể giải thích và trích dẫn nguồn thư tịch kinh văn đủ giàu để cho người ta kinh sợ. Thế nhưng mà thực tu đi vào con đường liễu ngộ đạo dường như không mấy người. Dường như là chỉ có dòng thiền đủ ngộ, các vị thiền tăng, các ngài kim luôn hai phần. Thứ nhất là tông ngài thông. Thứ hai thuyết thông nha. Cái này nó lang thang đi vào nhiều cái lĩnh vực. Thuyết là gì? Thông kinh sách, thông luật tạng, thông luận thư, giáo điển nằm lòng. Chưa có thiền tăng nào là ông thầy dốt đâu nghe. Chỉ có những người thiền tăng bá vơ mới gọi là ông thầy dốt thôi, chứ thường thường đạt đến mức độ thông tuệ kinh văn, quy nghi rạng rỡ, hành trì nghiêm túc, bước vào cửa thiền mới có cơ may thấy được đạo. Có hàng lơm cơm nói năng lỗng cổng, ngôn hạnh thô sơ, chưa từng tu tập, chưa từng đi qua trường lớp, chưa từng được đào tạo trong môi trường già lao khắc nghiệt, chưa thể nếm hương vị chánh pháp. Thế cho nên họ thuyết và thông do vì họ đã từng ở trong những cái luật viện, từng ở trong những cái đạo tràng nghe kinh. Ngài Lâm Tế mất 10 năm học Tỳ Ni Tạng, sau đó mới bắt đầu đi vào công trình nghiên cứu để tu tập thiền á. Ngũ Hạ Nhĩ Tiền chuyên tinh giới luật, Ngũ Hạ Nhĩ Hậu phương nải thính giáo tam thiền. 5 năm sau khi thọ Tỳ Kheo Tăng, học luật tạng để làm thành quy nghi cốt cách môn thầy. Sau 5 năm bắt đầu học kinh Phương Đẳng, kinh Đại Thừa. Sau 5 năm học Phương Đẳng mới bắt đầu các bước vô phương nghe. Tức là 10 năm được tôi luyện ra môi trường vô cùng là nghiêm túc, sau đó mới nói đến chuyện là học thiền học đạo. Từ điều này chúng ta nhìn lại cái thế hệ tăng sĩ chúng ta hiện tại, một số người tu dở dở ương ương, ăn năm mà hạt tương, nói mất lòng nhau nghe, nhưng mà điều này không nói thì nó thiếu. Tu dở dở ương ương, đi học thiền học đạo chỗ nào chỗ kia, tự hào là kế thừa pháp thiền sư A thiền sư B, dạy thiền dạy đạo thưa các vị, rồi gắn cho mình cái mác là thiền sư giải thoát nọ, thiền sư giải thoát kia. Thế cho nên ta nên hiểu điều rằng thưa các vị, vào giai đoạn nào cũng vậy, Phật giáo cái hàng học nghệ học ngữ thì đông, cái hàng khoác áo lơm cơm kiếm ăn kiếm sống mỗi ngày thì nhiều, nhưng mỗi hàng đi vào công trình thật tu để có thể ngộ được đạo, để có thể làm rường cổ cho Phật pháp, làm thách trụ và lam dường như không dễ có đâu nghe. Đừng tưởng là thầy nào cũng có khả năng dạy thiền dạy đạo. Đừng tưởng rằng vị nào cũng là chân sư.
Điều đó dường như là tùy vào năng lực của các vị tu, tùy vào khát khao học pháp của các vị, khi tâm ta vươn đến một cái chiều cao nào đó thì ta tương ưng với những vị thiện tri thức ở cái tầng bước ấy. Tâm ta tương ưng với một số các thầy đãi bôi, dỗ dề, ngọt ngào thì chúng ta đến với những thầy đó. Tâm ta tương ưng với mấy ông thầy kiếm danh kiếm lợi, ta cũng gặp những thầy kiếm danh kiếm lợi. Tâm ta tương ưng với tiện tu phước thiện nhân gian thì tâm ta nó sẽ tìm được những người như vậy để tựa nương. Thế thì tâm các vị nó chỉ một việc là học giáo pháp, liễu ngộ tự tâm để thành đạt sự nghiệp giác ngộ, thì các vị sẽ tìm được những vị thầy như vậy, thiện tri thức như vậy. Hoặc các vị Bồ Tát ứng thế dạy đạo cho các vị, điều này nó tùy vào cá nhân của chúng ta, tùy vào tâm thức chúng ta vươn đến chiều cao nghe. Mình gợi ra điều này để chúng có ý niệm về cái công trình học đạo, nó không phải là ở những vị thầy, ở nơi tự tâm của các vị. Khước từ bổng lộc vua ban tặng, điếm nhục tông môn chẳng nể nang, song phong tỏa trấn không tất cỏ, một nhánh thiền tâm chảy đã tràn. Cả thầy và trò đạo tín và pháp dung đều là kim mao sư tử, đương thời pháp thiện họ làm rung chuyển cả một vùng gian tả. Đây là bài thứ ba. Có điều bài này mình giải thích vài điều ngắn cho các vị nắm được thôi. Ai là người khước từ bổng lộc vua ban? Thưa các vị, ngài đạo tín, ngài khước từ bổng lộc vua ban nha. Sau đó trong dòng chảy thiền tăng, dường như rất nhiều vị thiền tăng khi họ thấy được đạo, khi họ có được đạo phong nhất định, có được đời sống tu tập chân chính, họ đều khước từ bổng lộc của triều đình, khước từ danh vị này, lợi dưỡng danh văn trần thế, không bám được gót chân của những vị thiền tăng nghe. Còn cái hàng lơm cơm tu tập thì thưa các vị, họ chạy tìm lợi tìm danh, chuyện đó bình thường. Thế cho nên khước từ bổng lộc vua ban tặng, điếm nhục tông môn chẳng để nang là chi? Nói theo ngôn ngữ đời thường, đó là không có làm cho vinh sang cái dòng họ tu của ta, không làm cho chùa viện của chúng ta được hoàng đế nể trọng và được quan chức của những tỉnh thành hoặc của triều đình đến để làm chi? Lễ bái, tung hô, ngưỡng vọng, ca ngợi, khen thưởng. Mấy cái chùa, mấy thiền sư không có cái bằng khen nào đâu, đừng có hòng. Không có chính phủ ban tặng đâu nghe. Sống ẩn cư trong núi rừng thôi. Đây là nhìn bằng cái nhìn của phàm phu, nó là như vậy. Làm cho tông môn không có điều kiện để vinh sang với đời. Không có điều kiện để trường mạc ra, khoe mẽ với thiên hạ về cái sự ngưỡng mộ của hoàng đế của triều đình. Cái từ này nó hàm ý hơi mỉa mai nghe, hơi mỉa mai. Làm điếm nhục tông môn đây, đó là nhìn bằng cái nhìn phàm phu tâm. Thế nhưng nhìn bằng cái nhìn của con mắt của thiền giả, tức là của người tu tập thực sự, là đó ấy thực là phong cách cao vời của những vị thiền tăng. Gót chân không dính bụi trần, không dính lợi dính danh nghe. Song phong tỏa trấn không tất cỏ, ngay đỉnh song phong, ngài Ngưu Đầu Pháp Dung, ngài ngồi nơi đó, trú nơi đó, hành đạo nơi đó. Thưa các vị, tất cả mọi cái thứ rác rưởi, tầm phào giữa nhân gian không có bén mảng được, không có thị phi, không có danh lợi, không có giao tế tình thường, không có chuyện qua lại để lấy lòng nhau, không có chuyện đãi bôi với thiên hạ sử đâu nghe. Chỉ có một việc, đó là con đường hướng thượng nhất lộ thôi, không có con đường thứ hai, là con đường đi vào nhân gian để làm cái việc chi khác ngoài công việc đó là thành tựu sự nghiệp giác ngộ. Cho nên đỉnh song phong không có tất cỏ là như vậy, sạch nhắn, thuần ánh sáng giác ngộ thôi. Một nhánh thiền tâm chảy đã tràn, một nhánh thiền đành rằng không có tên trong cái dòng sử liệu, được gọi là đệ lục tổ, đệ ngũ tổ vân vân. Thế nhưng mà nhánh thiền này mở ra rất rộng, làm rung chuyển cả một vùng đất
văn tả lúc bấy giờ. Và câu hợp ý này thì mình nói xong rồi. Thế thì chúng ta có mấy phần đi vô đây nói cho nhau nghe. Phần thứ nhất, chỉ cần một câu thôi nghe, một câu ngữ thoại thiền các vị thấu được, các vị nghiệm được, các vị tin được, các vị quay về tự tâm để chiếu sáng được, thì vượt sinh tử trùng trùng. Sinh tử còn vượt được, huống nữa là ba cái chuyện buồn vui hờn giận, lo lắng bất an, ba cái chuyện vớ vẩn nó tự nhiên các vị tróc tay về thì nó tan biến như hư vô. Thế nhưng mà để làm được điều này, nó có ba bước nghe. Bước thứ nhất, để nói được một câu. Thứ hai, để nghe cho được. Thứ ba, như một câu hỏi, liễu ngộ có dễ không? Ba câu đặt tên ở đây cho chúng ta. Cái câu này nếu các vị từng học trong chứng độ ca, các vị thấy có một câu khá lý thú nghe. Trong chi? Nhất cứu liễu nhiên siêu bách ức. Câu liễu ngộ được, vượt sinh tử trùng trùng. Cái đoạn này đoạn gần cuối mà chứng độ ca nghe. Mất tương nghị giải thoát lực, diệu dụng hà sa giả vô cực. Chi nữa? Tứ sự cúng dường cảm từ nan, vạn lượng hoàng kim giả tiêu đắc, tói cốt phân thân vị túc thù, nhất cú liễu nhiên siêu bách ức. Các vị tìm đọc trong Nhất Độ Ca, đây là đoạn rất hay, mình không muốn dẫn dài dòng. Nói như vậy để các vị thấy đây là cái nguồn cảm hứng từ nền tảng Kiến Đầu Ca. Thế thì quay ngược về để nghiệm ra một điều vô cùng đơn giản. Nếu các vị học vô thiền ngữ, nếu các vị từng thực tập thiền, đọc Kinh Văn Nikaya, những điều này gom lại để có thể làm được một câu thôi, đó là các vị là năng lực tuệ tri, chứ các vị không phải là cái đối tượng bị tri. Nên nhớ nghe. Tức là cái tâm hay biết, tâm nhận biết, tâm quan sát, chứ không phải là đối tượng bị quan sát. Quay ngược về, nhìn cho ra tất cả nội dung tâm thức của các vị đang buồn, đang vui, đang hận, đang giận, đang sinh, đang diệt trong đây, nó đều là đối tượng đang bị ta nhìn thấy, bị ta quan sát, bị ta nhận biết. Thế là ta nhìn thấy, ta quan sát, ta nhận biết, thì ta là cái chủ thể đang quan sát, đang nhìn thấy, đang nhận biết. Mọi đối tượng là buồn, là vui, là hận, là giận, là sầu khổ bất an, là tuổi thân, là phiền muộn, vân vân, thưa các vị, nó đều là đối tượng đang bị các vị nhìn, cho nó nào phải các vị đâu. Nghiệm ra ngang đây thôi thì các vị đã đi vào cái câu nhất cú liễu nhiên siêu bách ức rồi. Liễu đạt một câu này, tin tưởng một câu này, ứng dụng một câu này, thì đoạn trừ phiền não khổ ưu ngay đời này. Đoạn trừ phiền não khổ ưu quá khứ dồn về nơi đây. Đoạn trừ phiền não khổ ưu lao sầu muộn của tương lai sinh khởi. Tức là ba thời tâm liền rũ sạch. Đây là cái nền cảm hứng đầu tiên chúng ta đi vô cái đoạn này để khai thác ba bài kệ chúng ta vừa học. Thế nhưng để nói được một câu, để nghe được một câu, thưa các vị không đơn giản nha. Cái điều này cho ta hai cái nhìn để nói được một câu. Thứ nhất, đó là một câu để gây niềm tin cho người học trò. Ví dụ, mình là ông thầy lấm cơm, mình chỉ làm một việc học Phật Pháp, giải thích cái tầng bình thường thôi. Đó là giải thích người ta để người ta có đạo đức tu tập giữa nhân gian, để ta bớt buồn vui hờn giận, để đối trị những lo âu phiền muộn bất an. Và mình dùng cái luận giải Phật Pháp của mình học, đời vô thường mà, ai chẳng chết, ai chẳng đau,
Thôi thì chấp nhận cái chuyện đó bình thường. Thế thì ta chỉ có thể làm một việc đó là chi? Học ngữ, học nghĩa, truyền đạt ý tưởng của ta, học lóm từ kinh văn. Thế là nếu người ta có dịp tiếp xúc với một số các vị dạy đạo kiểu đó, gặp ông thầy đã sân si, gặp ông thầy đã lo lắng, gặp ông thầy đã bất an, đụng việc, ông hoảng loạn, thế thì tất cả điều ông dạy đó, thưa các vị, nó không có bảo chứng. Nó là tiền giả cả, xài không được. Người ta mất niềm tin ngay. Thế cho nên, thưa các vị, để nói được một câu gây niềm tin cho người ta, tối thiểu cái vị thầy hoặc là người dắt dẫn tu đó đạt được mức độ là có định tĩnh, có bình an, có tự tại nhất định, có thông thả nhất định, có một đời sống đối diện với ngàn vạn bất trắc, vẫn coi nó không dính chi ta, mỉm cười nhận diện những buồn, những vui, những lo phiền muộn. Thế cho nên nếu có thể gây được niềm tin cho người, nói được một câu để người ta có thể tin tưởng đi vô tu, đâu có đơn giản. Đâu có chỉ là việc học thuộc lòng mà làm được điều này. Càng sống với người có tu tập bao nhiêu, các vị mới nếm được hương vị pháp bấy nhiêu nghe. Còn các vị nghe thì, thưa các vị, chưa chắc gì đâu. Người ta có quyền bắt chước nhau, nói năng vô cùng đơn giản. Chỉ cần có chút lợi khẩu, chỉ cần có chút thông tuệ, chỉ cần ký ức tốt, họ đọc nghìn kinh muôn sách, họ có thể làm thầy dạy chúng ta tới trời luôn, chứ không phải ở nhân gian nghe. Cái chuyện hiểu, cái chuyện dạy không khó khăn chi. Thế nhưng mà cái chuyện ứng dụng vào tu tập mới là chuyện khó. Cho nên để nói được một câu làm cho người ta tin tưởng không đơn giản. Ít ra người đó có sự thực tập nhất định, người đó biểu lộ nhân cách trầm ổn nhất định, sống đời sống không rượt đuổi lợi danh, sống đời sống chưa nói tuyệt đối không tham nghe, ít tham chút là đủ để chúng ta cung kính nghe, ít tham ít sân ít si, ít ái nghiệp, ít nặng nề về đời sống lợi danh, không có quá trầm lụy trong cái chốn phiền não bất an, thì người ta đã có thể tin tưởng được rồi. Nhưng đạt đến cái chỗ cuối cùng là nói một câu để làm xoay trời chuyển đất, làm cho người ta rớt phiền não khổ ưu, làm người ta gắn chặt đời sống vào đạo để tu tới chết, thưa các vị, không đơn giản đâu nghe. Cho nên gây được niềm tin hậu nhân, nói được câu, nó đòi hỏi lực dụng tu, chứ không đơn giản là chỉ học mà nói được. Đây là mình nói về cái vai trò của một người dắt dẫn người ta tu. Thế nên nói được một câu, cái điều này nó đòi hỏi người ta mất bao năm. Thưa các vị, nói được một câu được pháp y không đơn giản là một đời này các vị nói ra rồi được vị thầy tin tưởng tặng pháp y cho các vị để làm tổ luôn nghe. Ví dụ câu nói của ngài Vệ Khả khi Bồ Đề Đạt Ma bảo rằng ông đem cái tâm bất an nó đây ta ăn cho, ông nói bạch thầy, con tìm tâm bất an không có. Ngay câu nói nhẹ như vậy, bình thường như vậy, thậm chí ta cũng nói được như vậy, thế nhưng mà được cái y, tức là được tổ chứng nhận cho người này xứng đáng kế thừa dòng chánh pháp, có đơn giản đâu. Đòi hỏi đó phải là người tráng sĩ chặt tay, cái sức mạnh của sự tu tập nó dâng lên đến trời cao, liều thân bạn để có được một câu nói phát ra từ miệng như vậy, có dễ đâu. Thế cho nên thưa các vị, nói một câu cho người ta nghe có niềm tin không đơn giản. Trình bày một câu để cho vị thầy chấp nhận mình đoạn được phiền não khổ ưu rồi, thấy được đạo rồi, không đơn giản đâu nghe. Đừng nghĩ rằng một câu nói nơi đầu ngữ của những người có tu tập mở miệng ra như hàng tôm hàng cá, mở miệng ra bán rẻ bán mắc, mặc thứ không. Cho nên thưa các vị, nhớ được điều này thì ta mới trân quý cái chi? Trân quý từng trang kinh của Phật, trân quý từng lời dạy của các vị thầy, trân quý từng câu kệ ngữ chúng ta đang học nghe. Đây là điều đầu tiên. Tại vì câu nói ấy của vị thầy giúp cho các vị vượt sinh tử trùng trùng. Câu nói ấy làm cho các vị bước sang trang mới, từ kiếp sống phàm phu của con người lận đận trong ba cõi sáu đường, bước liền vào cảnh giới của giải thoát. Thế cho nên câu nói không đơn giản là như vậy. Điều thứ hai,
để nghe được lời của bậc thiện tri thức nó đến với các vị, có dễ không? Không đâu nghe. Thế rồi ta hỏi tại sao? Thứ nhất, mỗi chúng ta đều có một bộ lọc nhất định trong này. Bộ lọc đó, nó được kết tinh bằng cái chi? Kết tinh bằng tham, bằng sân, bằng si. Đây là kết tinh từ nền tảng. Có ba điều nơi đây, nó gom ra rất nhiều vấn đề trong đây, mình nói cho nhau nghe. Cái bộ lọc của các vị nó chỉ đón nhận những điều các vị thích thôi nghe. Ta chỉ thích nghe những điều ta muốn nghe, ta chỉ nhìn thấy những điều ta muốn nhìn. Và những điều ta không muốn nhìn thì, thưa các vị, dù nó ở trước mắt ta, ta cũng không buồn nhìn làm chi. Thế cho nên, để có thể nghe được lời thiện duy thức lọt vào tai, để có thể khơi tâm mở trí đến con đường tu, nó không đơn giản, tại vì nó ngang qua cái bộ lọc của các vị. Và qua bộ lọc này, nó không phải là làm cho nước trong đâu nghe. Bộ lọc này, nó lọc lại những điều nó không muốn nghe. Nó chỉ rớt vào tâm thức của các vị những điều các vị thích thú thôi. Ví dụ như ta có một cái thích thú đó là muốn người ta ve vuốt ta, muốn người ta nói ngọt ngào với ta, muốn người ta khen ngợi ta. Thế thì những lời nó mang cái tính chất là làm cho chạm tự ái, đụng vào bản ngã, làm cho tổn thương, ta không bao giờ nghe. Nhưng lời thiện tri thức thì không lời nào là ngọt ngào giúp các vị tăng trưởng bản ngã cả. Không lời nào lấy lòng lấy dạ nhau, càng không có lời nào ve vuốt nịnh bợ đi kiếm tiền kiếm gạo kiếm lợi kiếm danh. Nghe thì nghe cho nó đàng hoàng, không nghe đi chỗ khác. Cái hàng đủ trí tuệ, đủ nhiệt tình tu tập thì bước vào cổng chùa, còn hàng khùng khùng thì bước ra ngoài thôi, chứ không hề là nhường nhịn ai, không hề sợ sệt ai, không hề mời đón ai, không hề lợi dụng ai. Thế cho nên lời thiện tri thức không đơn giản để các vị nghe đâu nghe. Cái bộ lọc chúng ta nó được kết tinh bằng nghiệp quá khứ. Nghiệp là tham, là sân, là si. Nghiệp là ái. Điều thứ hai, kết tinh văn hóa của ta từ xã hội của ta sống, từ học đường chúng ta đã thấm. Rồi từ cái chi nữa? Từ nền tảng lý tưởng của một xã hội truyền đạt cho các vị. Và từ văn hóa gia đình của các vị tạo thành. Ví dụ văn hóa gia đình ta đó là phải thành tựu quyền lực là điều duy nhất. Văn hóa gia đình đó là danh của gia đình là quan trọng, địa vị của ta là quan trọng. Và cái chi nữa? Thưa các vị, đó là danh dự của cá nhân, danh dự gia đình, danh dự dòng họ, vân vân. Những điều này, thưa, nó đã làm thành cái tính cách của các vị, cái con người của các vị. Trong khi đó, đến với đạo, gỡ sạch những điều đó, không đơn giản đâu nghe. Điều thứ ba, khi tất cả điều này, nghiệp lực của các vị, văn hóa của các vị, trải nghiệm đời sống của các vị, nó kết tinh lại, nó thành một loại kiến giác rất nặng. Thế thì chắc chắn điều rằng là ta khó có khả năng đến với đạo, nghe một lời thiện tri thức khai ngộ để có thể tin, có thể quay ngược về, nhìn cho ra cái gì là nội tâm của ta đang sinh đang diệt, cái gì là cái trạng thái tâm không sinh không diệt đang có mặt nơi hiện tại sinh diệt này. Thế cho nên, để nghe được lời của bậc thầy, bậc thiện tri thức hay là của các vị có khả năng giúp cho chúng ta đạt ngộ, dường như điều này đó đi ngang qua ngàn vạn nẻo khó khăn. Nếu đi ngang qua được điều này, mới có cơ may nhất cứu liễu nhiên siêu bách ức nghe. Một câu thấu đạt được thì các vị vừa khỏi trùng trùng sinh tử. Còn nếu các vị còn chưa bước vào được cửa này, thưa đại chúng rằng là học đạo cho vui thôi. Để trang trí cho mình có thêm một cái chút văn hóa về học thuật của đạo lý thôi, chứ còn không đi đến đâu cả. Điều thứ ba, nói cho nhau nghe cái chuyện liễu ngộ đạo dễ là khó vậy? Thưa các vị, dễ thì cũng vô cùng dễ, khó thì nó cũng vô cùng khó nghe. Cái điều này không phải là ba phải đâu, mà điều này nó là lẽ thực. Hai điều này nó mâu thuẫn với nhau và nó cũng là một loại ba phải. Nói thế này cũng đúng, nói thế kia cũng đúng nghe. Tại sao nó dễ vậy?
Có gì khó hiểu đâu. Các vị chỉ cần có một chút thông minh là một, có được cái khát vọng mong muốn đoạn trừ khổ là hai. Các vị mơ ước một đời này là ta phải làm được một điều là thấy được pháp để hành trì đi vào con đường đoạn phiền não khổ ưu, thành tựu được sự nghiệp giác ngộ. Với cái niềm tin như vậy, với khát vọng như vậy, với mơ ước như vậy bốc cháy trong tâm thức các vị, thì tất cả những cái thứ vớ va vớ vẩn này, lợi này, danh này, ái này, nhiễm vân vân, thưa các vị, này những ân tình ràng buộc tự nhiên nó rớt sạch. Không thứ gì ràng buộc ta được đâu nghe. Ba cái hệ lụy của tình cảm và ân tình, thưa các vị, nó mong manh, nó rớt xuống rất là dễ. Tự nhiên là mọi thứ nó trở thành trò chơi. Lúc bấy giờ chỉ còn lại một trạng thái tâm thuần chân, mơ ước rằng là liễu ngồi được đạo, thấy được tự tánh, đi sống với điều này, thì chỉ trong một tróc tay các vị nghe được câu của Đức Phật dạy: năm uẩn vô ngã thì xong việc, chứ có gì khó khăn đâu. Nhìn lại coi, cái gì là ta trong đấy? Không, hình hài nó không phải là ta, buồn vui không phải là ta, lo âu phiền muộn không phải là ta, nghĩ suy không phải là ta, hồi ức tưởng tượng không phải là ta. Ta đích thực là cái con người quan sát được năm tầng ấy, trạng thái tâm bất động vô vi ấy, là thể bát nhã, là thể niết bàn, là tự tánh không sinh diệt của các vị. Có gì khó hiểu đâu. Cho nên thưa các vị, trong một chốc tay người ta có thể làm được điều này. Bước được vào cửa này thì chuyện gì còn lại? Thưa các vị, cái chuyện hơn, chuyện thua, chuyện lợi, chuyện danh, chuyện phải, chuyện quấy, dường như nó không còn dính gì với ta đâu nghe. Không có cái chuyện là khoe mẽ về mình thế nọ thế kia. Không cảm thấy mình hơn ai, cũng chẳng thấy mình mặc cảm thua ai cả. Mình sống giữa đời này 50 năm, 70 năm chỉ là một việc. Là chi? An trú trong trạng thái tâm luôn là người quan sát thôi, chứ còn ngoài việc đó tất cả việc khác chỉ là việc đối phó thôi nghe. Này cái ăn, này cái mặc, này cái giao tế đời thường. Tại vì tất cả những loại đó nó đặt trên cái nền tảng tâm sinh diệt của văn hóa đời thường, giao tế cho vui thôi, chứ không có gì đáng bận tâm cả. Không có chuyện là cần phải tôi chết rồi có ai chúc ông thầy tụng kinh, phải đắp cái mền quang minh, phải để cho 8 tiếng đồng hồ mới được liệm. Ba cái chuyện tào lao đó tự nhiên nó rất sạch, không có bận tâm đâu nghe. Chỉ có một việc là sống thế nào ngay giây phút giây này, từng sáng na an trú trong đạo. Thế cho nên thưa các vị, liễu ngộ tâm thấu đạt được điều này trong một chốc tay chứ mấy. Người xưa nghe cái câu ngũ uẩn vô ngã, người ta liền mở mắt pháp, ta liền trôi vào dòng thánh, đi vào quả dự lưu. Các vị thiện tri thức ngày xưa nghe câu thế này thì liền thấy được tự tánh, có gì khó khăn đâu. Thế nhưng tội nghiệp chúng ta là chúng ta có thể nghe hàng xa kiếp mòn cả tai, nhưng mà ta không có khả năng làm được điều này. Ta vẫn thấy ta là ai. Khùng hơn nữa, thấy ta là chi? Này của, này tiền, này người thân, vân vân, mọi thứ ràng buộc, cái nào cũng là ta cả. Ta là một hình hài này đã khốn khổ rồi, nhưng mà ta đâu có hài lòng rằng ta chỉ là một hình hài. Vơ vào tất cả thứ chung quanh, cái gì liên hệ với ta, cái đó đều là ta cả. Thưa các vị, nếu không dùng cái từ khùng thì dùng từ khác. Từ nào? Không có từ dùng nó nghe. Thế cho nên thưa các vị, vì phàm tâm sâu nặng, phàm tâm đấy, đừng nghĩ rằng cạo tóc xuất gia rồi cái phàm tâm này rũ sạch. Không. Cạo tóc thì cứ cạo tóc ở chùa 50 năm thì cứ ở chùa 50 năm. Thế nhưng mà không khác biệt gì đâu nghe. Không tu thì chúng ta đều như nhau, chìm ngập phiền não như nhau, nổi trôi trong ba cõi sáu đường như nhau và mê lầm như nhau. Thế cho nên thưa các vị, hằng sa kiếp không ngộ thì cứ là một chúng sinh, dù mang hình thức nào cũng là một loại chúng sinh chìm trong sinh tử thôi. Nó là như vậy và phải như vậy. Chúng ta có một cái kết nơi đây. Hai câu nữa đây. Câu thứ nhất: hãy học nhân cách của người xưa. Một khi bước vào đạo, tâm Bồ Đề luôn rực sáng, chưa hề bị lợi dưỡng danh văn làm mờ tối.
Có vậy mới thành tựu sự nghiệp giác ngộ độ sinh. Câu thứ hai, không phải trẻ hay già, không phải tăng hay tục, không phải nam hay nữ nghe. Các vị nên hiểu ba cái chấm này nó có nhiều ý trong đây. Làm thành sự khác biệt trong tu tập. Mà quan trọng là tâm ta có chuẩn bị đủ cho công trình ngộ đạo và tu tập sống chết với đạo hay không mà thôi. Thưa các vị, đôi khi chúng ta mắc một cái bệnh là tự kỷ ám thị. Mắc cái bệnh đó là bị cái dòng văn hóa Phật giáo hoặc là bị nhân thế người ta đánh lừa chúng ta. Nào là nữ thì tu không được, phải là nam. Nào là già tu không được, phải là người trẻ. Nào là người không có phước điền tu không được, phải là người có phước, phải là người giàu, vân vân. Thưa các vị dập tắt những điều đó qua bên đi. Các vị phải làm được điều đó là chi? Chuẩn bị tâm đủ đầy và khát vọng tu dâng lên cao để có thể nghe một câu kinh, thấy được đạo, điểu ngộ được đường tu, thì các vị sống chết sống với cái điều này thì cái sự thành đạt nó xảy ra. Không phải đời sống gia đình hay đời sống độc thân, không phải là ông thầy tu, không phải là người không tu, không phải người già người trẻ chi cả, mà cái quan trọng ở chỗ này, đó quan trọng là tâm ta có chuẩn bị đủ. Nếu các vị chuẩn bị đủ thì công trình ngộ đạo xảy ra. Và chuẩn bị đủ thì công trình ngộ đạo xảy ra thì các vị có khả năng sống được với đạo từng sát na một. Chứ không phải là cái chuyện tôi còn trẻ, tôi già, tôi tật bệnh, tôi ốm đau, tôi không có phước. Ba cái tàu lao nó bỏ xuống đi nghe. Đừng có ỷ eo, đừng có là thương thân trách phận, đừng có mặc cảm, buông cái đó xuống hết cho cuộc đời dễ thở. Và điều quan trọng đầu tiên muốn nói với nhau nghe, thưa các vị nên học nhân cách của người xưa nghe, là chi? Là từ ngày bước vào công trình tu tập học pháp, tâm Bồ Đề luôn sáng bừng, chưa bao giờ bị lợi dưỡng danh văn đầm mờ tối, chưa bao giờ bị cái gì nó thao túng, chưa bao giờ đi lên đường đi. Chỉ một con đường là thành tựu sự nghiệp giác ngộ thôi. Có như vậy thì các vị mới có thể đoạn khổ được ngay đời này. Có như vậy, chúng ta mới nắm được cái bản mệnh của mình, quyết định vận mệnh của mình bằng không. Thì ngay cái chuyện tầm phào nhất là này buồn, này vui, này hờn, này giận, này thương, này ghét nhân gian, nó đã thao túng các vị chạy như cái chi? Như người chạy đèn kéo quân thôi, tức là như một đàn người chạy theo đuôi của người ta, không thể khác được. Cho nên hãy nhớ điều này, hãy duy trì cái tâm Bồ Đề ngay ban đầu lúc mình vào tu, và may mắn mà thấy được đạo rồi thì đừng có để thì giờ trôi qua trong phí phạm.